Rồi thấy cái màn hình chưa? Thấy màn hình chưa? Con thấy màn hình chưa? Nãy chưa bật mic. Dạ rồi ba. Rồi như vậy cái đề người ta cho cái ma trận nè. Như vậy mình cái này là ba đang thử nè, ba đang thử ma trận vàng một vàng không nè. Như vậy thì nó có một cái vấn đề mình cần phải quan tâm ở đây. Cái này là mình làm cũng quen rồi đó chứ không phải lạ gì đâu. Thứ nhất là mình đọc nè, mình đọc cái này, mình đọc cái S nè, mình for cái S này trong cái FI read sleep là tách từng dòng đúng không? Dạ rồi. Này tách từng dòng nè, thì trong cái dòng đó sau khi mà mình tách được cái S ra thì mình sẽ tách nó một lần nữa đúng không? Giờ Như là tách vậy ra thì từ cái số. đúng rồi. Như vậy chỗ này mình sau khi tách ra bỏ cái D này luôn đi để nó nhảy xuống dưới mình mới thấy được, chứ mình mỗi lần nó tách tách một chút từng chút từng số nó lâu lắm. Rồi sau khi mình tách ra là nguyên cái dãy một nè, nó thành một mảng một chiều nè. Rồi nguyên cái dãy không, cái dòng tiếp theo nguyên dãy không là mảng một chiều nữa nè, mà kết hợp mảng một chiều lại là thành gì? Kết hợp mảng một chiều lại là thành mảng hai chiều. Rồi bây giờ mình xuất kiểu dày cho nó dễ thấy nè. Ví dụ ở trong này mình sẽ, cái này nó hay lắm, Python nó hay lắm. Mình for y in range Nó qua của đó thì nó không được mà mẹ. Tí nữa nghe. len d, hiểu không? Đó là nó tính là cái len này bao nhiêu dòng nè. Mình sẽ print d hai chấm, mình sẽ print d hai chấm d y đó, mà nó xuất ra từng từng dòng cho mình á. Nhiều cái nó hay lắm. Thấy chưa? Đó, như vậy mình đã có lại, tại ở trên này mình xuất một lần cho nên dưới này nó dư. Đó, nguyên dòng một nè, nguyên dòng không nè, được chưa? Được không? Rồi như vậy mình sẽ có một cái phương thức nữa, mình sẽ tìm theo từng dòng này coi thử bốn số 1 nó có xuất hiện hay không, hay là bốn số 0 không nó có xuất hiện hay không. Được chưa? Bởi vì cái nguyên tắc của mình ở đây là nó có một cái là nó chỉ có 7 ô thôi, 7 7 ký tự thôi, hoặc là đảo ngược lại thì nó chỉ có 6 ký tự thôi. Cho nên nếu mà một chuỗi dài 4 ký tự thì nó chỉ có xuất hiện tối đa là một lần trên một dòng. Đúng không? Dạ đúng rồi bạn. Tại vì À, nó giới hạn là chỉ có 7. một là ngắn nhất là 4 ký tự thì xuất hiện một lần, còn không thì 7 ký tự đều là số 1. Đúng chưa? Dạ rồi. Rồi. Như vậy thì ở chỗ này mình không có cần phải kiểm tra là nó xuất hiện mấy lần, bởi vì tối đa là một lần, còn không là không có. Rồi, mình sẽ có một cái phương thức nữa.
mình phải có một cái hàm nữa, mà cái hàm này rất là hay. Ví dụ như mình sẽ có cái nữa là mình import cái thằng NumPy này vô nè. NumPy Đâm S bài ở thư viện làm gì vậy bạn? quản lý về mảng. Rồi như vậy là mình đặt cái tên cho nó là NBA, là NumPy Array. Thì ở chỗ này mình sẽ cái D này là hồi nãy mình có rồi nè, đúng không? Mình tách ra rồi nè. Mình sẽ đặt một cái mảng này là mảng dọc đi, mình đọc lại đọc dọc A đi, là mảng A A dọc, đúng không? Hoặc là vậy đi. Dọc A. Rồi, chỗ này là dọc A. Chỗ này là ngang A, tức là mình đảo cái mảng lại á. Chỗ này hiểu không? Đảo cái mảng lại. Như vậy cái này hồi nãy mình thử rồi nè, được chưa? Cái này hồi nãy mình thử rồi, thôi bỏ đi. Mình xuất từng dòng. Còn không thì để đó tí mình xuất từng dòng cũng được. Bây giờ cái mảng ngang nè, mình đổi lại thành mảng ngang D, ngang 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 A. Ngang A. Chỗ này là ngang A. Ngang A. Chỗ này là ngang A, tức là mình đảo cái mảng lại để mình xuất ra thử coi nó ra cái gì á. Mảng dọc A là hồi nãy mình xuất rồi nè. Đúng không? Dọc A nè, là toàn số 1 nè. Rồi cái đó không phải là hàng ngang, hàng dọc nó xuống. Được chưa? Không, cái này là hồi đầu chưa sửa mà. Cái Là này nó là chuyển cái mảng ngang đó thành cái mảng dọc. chưa chưa mà, bây giờ mới bắt đầu chạy mà. Bây giờ mới chạy mà. Rồi. Cái đó là cũ ha. Bây giờ mình sửa lại cái mới nè, mình in cái mảng ngang nè. À rồi ok cũng được theo ý con. Cái này là coi như là mảng ngang nè. Cái này đổi lại thành là mảng dọc nè. Vậy cái này nó chuyển từ mảng ngang qua nè, được không? Rồi. Như vậy chỗ này nó sẽ xuất lại là mảng ngang hồi nãy là mình xuất rồi đúng không? Mảng ngang ở trên này chạy lại lần nữa nè. Mảng ngang. Đó, xuất toàn số 1, toàn số 0 được chưa? Rồi. Rồi. Bây giờ mình sẽ đảo lại. Bây giờ xuất hai cái luôn đi. Xuất hai cái luôn đi. Cái đó mình để im vậy. Đó, cái này là mảng ngang nè. Sau khi mình xuất mảng ngang xong rồi mình xuống dòng cái nè. Bây giờ chỗ này là mảng dọc nè. Mảng dọc nè, được chưa? Dạ Rồi, chạy lại. Rồi, mảng ngang. Ở trên này. Ủa sao để mình clean cái này đi, nó chạy rối quá. Đây, ở trên này toàn số 1 nè. Bây giờ nó đảo lại toàn số 1 xuống đây nè, thấy không? Cái này là 10 10 10 là nó đảo lại thành 10 là nè. Vậy được chưa? Mình có được hai mảng chưa? Tại vì á mình sẽ có phương thức là mình lấy một dòng ra để mình tìm xem thử có cái cụm số 1 trong này không. Chứ mình không có lấy được cột, mình không lấy được là 11 21 31. Nhưng mà mình đảo lại thì mình lấy được không? Đảo lại thì lấy được nè. Được. Rồi ok. Như vậy mục đích của mình là mình đảo là như vậy. Như vậy thì trong cái vòng này nè. Trong cái này, trong cái mảng ngang này nè. Mình sẽ cho là C0, C1, tức là count 001 á. Hiểu không?
trước khi có hai mảng luôn, mình cho count không với count một là bằng không hết, tức là không có cái cụm nào hết, được không? Rồi for ở đây mình sẽ có là mình sẽ làm thử cái công đoạn này đi. Bây giờ chỗ này mình for, mình không có for này nữa mà mình đổi lại cách for. Ví dụ như mình for một cái dòng s in ngang a đó, này nó mảng thì nó hay lắm. Mình sẽ in cái s này ra. Rồi con thử chỗ này con sẽ thấy nó rất là hay, pattern nó linh hoạt dễ sợ luôn. Rồi đến đây s con thấy nó lại gì đây, nguyên chuỗi một nè, thấy không? Dạ rồi. Đó nó in cái s này ra nè, là mình không cần phải for đến bao nhiêu hết, mình cứ for s in na là tự động nó duyệt hết tất cả các dòng. Rồi bây giờ mình sẽ biến cái s này nè thành cái này, cái s này hiện nay nó là gì đây? Cái mảng ngàn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ biến cái s này thành một cái chuỗi. Như vậy s nó sẽ bằng chuỗi nè, đúng không? Cái này là chuỗi đúng không? Chấm zone của s, không biết nó làm gì không? Là nó sẽ bỏ hết cái đó vào một list. Đâu, bỏ cái clip vào một cái chuỗi chứ. Nó biến cái S này thành gì? Cái S hiện nay là đang là mảng nè, là list nè, đúng không? Bây giờ mình bước qua đây một cái S của mình thành gì? Một chuỗi. Ừ, đó, hay không? Như vậy thì chỗ này mình sẽ có cái, nếu như mà s chấm file cái gì Tìm số 1. 1111 đúng không, nếu như Tìm mà số cái 1. này mà nếu mà không tìm thấy thì trả về gì? Nếu mà không tìm thấy thì trả về là trừ 1. Chính xác, giỏi. Thì chỗ này nếu không phải là trừ một tức là có tìm thấy đúng không? Có tìm thấy thì trả về là không, là bên bên mặt số 1. Đâu, nếu mà tìm thấy ở đầu tiên mới trả về không, chứ tìm thấy vị trí khác thì đâu có không, miễn là khác trừ một là tìm thấy rồi, thấy không? Vậy nó tìm thấy này là chuỗi một chứ gì, chuỗi một thì mình làm gì? Tức là chuỗi một xuất hiện một lần đúng không, thì mình làm cái gì? Chuỗi một cộng bằng bằng một. Còn nếu như s này mà nó file cái chuỗi không mà nó tìm thấy, tức là khác trừ một thì chuỗi không cộng bằng bằng một. Như vậy là sau cái vòng for này là mình làm sao, mình đã có được chuỗi một và chuỗi không nếu có, đúng không? Sau cái vòng for này phải không? Cho nên chỗ này mình ra đây mình in chuỗi không trước đi, phải chuỗi một xem thì nó có bao nhiêu chuỗi không, bao nhiêu chuỗi một, được không? Rồi như vậy thì mình sẽ debug nào. À cái này là cái số liệu này thì nó không có hay, mình phải lấy cái số liệu ở trong này có một chuỗi không và không có chuỗi một nào. Rồi mình sẽ đổi lại cái dữ liệu ở đây. Rồi
S mình có thành chuỗi được ha. Rồi mình tìm ở trong này có một chuỗi số 1 không? Không có. Có chuỗi số 0 không? Không có. Không có. Tiếp theo. Rồi chuỗi số 1 cũng không. Chuỗi số 0 cũng không. Tiếp theo. Chuỗi số 1 không có. Chuỗi số 0 có không? Có. Có. 0 tăng lên 1. 0 bây giờ là bằng 0 nè. 0 nè. Tăng lên 1 nè. Rồi tiếp. Không có. Tiếp. Không có. Không có. Hết. Như vậy mình đã có được là một chuỗi số 0 và không chuỗi số 1. Đúng không? Yeah. Bây giờ mình lặp lại cái việc này cho cái mảng mảng dọc. Đó, mình lặp lại cái việc đi tìm này nè. Cho cái mảng dọc. À, là tìm tìm ngang mảng... xong rồi tìm dọc. Được chưa? Tìm ngang xong tìm dọc. Rồi bây giờ cuối cùng mình mới in ra, chứ mình không có in sớm. Cuối cùng mình mới in ra, tí nữa mình xuất cái đó vô file. Được không? Dạ. Rồi chạy lại. Rồi cái này hồi nãy là mình đã tìm ra được rồi nè. À, bỏ cái này đi, rồi chạy xuống dưới. Như vậy hồi nãy mình đã tìm ra được là một chuỗi không, không có chuỗi một. Bây giờ mình tìm tiếp cái mảng dọc của mình. Mảng dọc bây giờ nó sẽ đảo thành là mảng dọc của mình nó sẽ đọc từ trên xuống 111010. Đó, mảng dọc này 111010 đúng chưa? Dạ rồi. Rồi. S của mình nè, 1. S của mình, ừ, mình bị nhầm cái chỗ này rồi, mình phải đổi chỗ này chứ. Mình đi xuống đây là phải mảng dọc chứ, đúng không? Mình sẽ đọc theo mảng dọc chứ mình đọc theo mảng ngang thì đâu được. Rồi cái đoạn này mình sửa lại một tí. Ok. Mảng ngang mình bỏ rồi. Đây. Tiếp tục. Như vậy mình sẽ đọc ra được cái chuỗi của mình là 111010. Chính xác chưa? Dạ rồi. Rồi ok. Net. Không có. Và tương tự như vậy thì xuống đến đây nó sẽ không có. Nó không có tăng gì nữa hết. Như vậy cuối cùng mình có là 0 với 1 chưa? Bây giờ mình thử mình sửa lại bên này một cái nữa đi. Chỗ này số 1 đi. Chỗ đó số 1. Như vậy 0 là một cái chỗ, một là một chỗ đúng không? Dạ đúng rồi bạn. Đây nè, dòng đầu tiên là nó có xuất hiện một liền nè. Đó. Dòng thứ 2, 3, 4, 5, 6. Hết. Như vậy, không một chỗ, một một chỗ. Được không? Dạ rồi. Rồi, thì trong đề người ta sẽ yêu cầu là so sánh. Dòng đầu tiên ghi nếu quân màu đỏ thắng ghi số 1. Quân màu đỏ thắng. Quân màu đỏ là quân gì? Là... Tức là số 1 nhiều hơn đó đúng không? Số 1. Ừ. Quân... Quân đỏ là... Đất là cho số 1. À, quân đỏ là số 1. Là không. Ừ. Đấy. Quân đỏ là đại sự số 1. Như vậy 1 nhiều hơn là ghi số 1. 0 nhiều hơn là ghi số 0. Còn 0 thì ghi âm 1.
Như vậy xuống đây mình sẽ là nếu. Đấy là cái biến đếm cái chuỗi 1, chuỗi 0 đó là ba dùng để đếm cái số lượng chuỗi xuất hiện. Số lượng chuỗi xuất hiện bây giờ con muốn thử thì tí nữa thử lại. Nếu như C1 mà lớn hơn C0 thì F O chấm, còn không thì F O chấm right. Right gì? Right không. Right 1 lớn hơn mà sao right không? Right 1 lớn hơn 1. L if nếu mà C không lớn hơn C không lớn hơn C1 thì chỗ này rai không, rai không L và hai người hòa thì là đúng. Rai trừ 1 đó, được chưa? Dạ rồi. Rồi như vậy thì mình sửa lại chỗ này, hồi nãy là số 0 đúng chưa? Dạ rồi. Rồi chỗ này mình sẽ chạy luôn. Rồi xong rồi đó. Open out. Đây nó ghi số 0 đó. Bây giờ mình sẽ đổi. Đổi cái chỗ dưới. Này là đều nè, huề nè. Như vậy nếu mà mình đổi ở chỗ này là mình phải xóa hết cái này luôn. Thay bộ mới vô đây. Sao nó ra một một như là đúng rồi đó. Hả, một hơn âm một. Ồ, âm một chứ, âm một. Ủa sao âm một ta, một chứ, ở đây là hai chuỗi một luôn mà, ở đây là hai chuỗi một mà, chuỗi đứng với chuỗi ngang nè, mà sao thì là một mới đúng chứ. Nè, nếu mà có số liệu một nhiều hơn. Đúng rồi, một là hai chuỗi nè. Để xem lại cái bài coi thế nữa kêu thắng sao ta. Thắng. Đây nè. Nếu số quân đỏ thắng thì ghi 1. Số quân vàng thắng thì ghi 0. Nếu hòa ghi âm 1. Mỗi hàng chứa 6 quân cờ, bé nào đạt được 4 quân cờ trở lên nối liền nhau theo hàng ngang hoặc chiều dọc thì sẽ thắng một lần. Bốn cái à, này à, không phải là ai nhiều hơn thắng. Bao nhiêu cái đề này nó kêu là nếu mà bên bên nào mà có 4 hàng ngang thì sẽ thắng, hoặc là 4 hàng dọc. Còn nếu mà cả hai đứa cùng có mà số lượng nhiều hơn nhau thì nó cũng không tính, mà miễn là cả hai đứa đều có là nó tính là trừ một thì sao? Cứ có là được đúng không? Dạ. Số lượng bao nhiêu không cần biết hả? Dạ, chỉ có một trong hai người được có là bốn hàng ngang hoặc là bốn hàng dọc. Còn nếu mà hai người đều có thì là tính hòa. Nếu là à, nếu vậy, nếu bé nào được 4 quân cờ trở lên nối liền nhau theo chiều ngang hoặc chiều dọc là sẽ thắng. Nếu hai bé cùng được hoặc cùng không thì sẽ hòa. Ok, như vậy chỗ này mình sửa lại tí. Bây giờ mình không đếm nữa, mình sẽ để là gì? Mình sẽ để là F
phone. Mình đổi lại là phone. Nếu như vậy thì chỗ này của mình sẽ được gắn bằng chiếu. Đó. Còn nếu như mà mình muốn cho nó giảm đi cái bước ấy thì chỗ này mình sẽ end với điều kiện là node của C1, tức là nếu mà C1 mà chưa chưa được bật lên đó thì vô bật. Đó. Dễ mà đúng không? Chỗ này mình sẽ end với node của C2 rồi C0 chứ. C0 và chỗ này C0 sẽ bằng chú. Rồi tương tự như vậy. Mình chỉ cần copy đoạn dưới này thôi. Đó. Tại vì nó kiểm tra nhiều lần, không cần gán nhiều. Nếu trường hợp mà chưa true thì vô true, còn không thôi. Như vậy chỗ này mình không có dùng cái này nữa. Như vậy thì mình sẽ kiểm tra C1 và C2. Nếu như mà C1 và C2 nếu như C1 C1 và C2 cùng có. and C2 hoặc C1 C0 hoặc C1 đi cho nó dễ. Nếu C0 hoặc C1 hoặc node C0 and node C1. Cái này là huề đúng không? Cái này là cả hai cùng thắng nè. Cả hai cùng thua nè. Thì chỗ này là âm 1. Được chưa? Còn nếu như C1, chỉ cần nếu mà C1 thôi, bởi vì ở trên này không cùng huề, không cùng thắng, không cùng thua, thì xuống này chỉ còn C0 thì chỗ này là không, còn không thì một. Đó, rồi thử coi. Âm 1 là huề nè. Bây giờ mình sẽ cho bạn 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 một thắng nè, chỗ này một luôn nè. Như vậy một thắng đúng không? Không có không. Một để Một thắng nè. Chỗ này chuyển lại số 0. Chỗ này chuyển thành số 0. Tức là không có một nào hết, chỉ có không ở đây thôi. là không thắng. Là không thắng. Đó, được chưa? Đó, như vậy code của mình nhìn lại. Bây giờ cái nào không cần thiết bỏ nè. Rồi. Trước tiên thì mình sẽ dùng một cái thư viện để mà thao tác mảng, để tí nữa mình đảo mảng á. Rồi mình sẽ vô, mình sẽ gán là kiểm tra này, coi như là cái biến này thay vì count thì mình coi như là check. Check C0. Như vậy tùy, nếu người ta muốn kiểm tra có là được đó, thì mình dùng kiểu vậy. Còn nếu mà người ta muốn kiểm tra là đếm thử là bao nhiêu lần số 1 xuất hiện hoặc là bao nhiêu lần số 0 xuất hiện thì mình làm kiểu như hồi nãy. Dạ.
chưa chắc là cái đề nó giống vậy, nhiều khi cái đề nó yêu cầu là đếm số chuỗi xuất hiện sao. Còn không thì cứ mở cái trò đó lên lên coi thử coi nó sao. Tất nhiên rồi, nhưng mà con phải nhớ thuật toán làm chứ còn nhớ đề thì làm gì. Nhớ thuật toán hay cho nhớ đề thì đề thì trước mặt rồi nhớ làm gì. Nhưng mà nếu người ta yêu cầu là đếm số chuỗi xuất hiện thì mình có biết đếm không? Giờ để biết. Đó, quan trọng là vậy. Rồi, ok. Chỗ này là sẽ xuất ra từng ký tự vào, ghép từng ký tự vào mảng hai chiều. Rồi for đó, rồi ba gửi cái code này coi lại nha. Dạ. Rồi ok.